Xin chào mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ mọi người cài một cái app chỉnh hình cực kỳ đẹp đến từ Trung Quốc, đó chính là app Shinto nha mọi người. Ok, bắt đầu thôi nào. Ok, và vẫn như thường lệ thì mình sẽ để cái màn hình bên đây để cho mọi người dễ quan sát nha. Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ vào cho mình phần tên là App Store nha mọi người. Đấy, và khi vào App Store này rồi thì mọi người đợi một tí xíu. Đây thì mọi người sẽ nhấn vào trang gọi là cái mục cá nhân của mình, nó là nằm ở trên đây. Đấy, và khi vào được đây rồi thì mọi người nhấn vào cái tài khoản của chúng ta, nó sẽ nằm ở đây nha mọi người. Nhấn vào. Đấy, đợi một tí xíu nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng nhập tài khoản của chúng ta vô. Ok, mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vô nha. Ok, và mọi người khi được vào phần trong đây rồi thì mọi người nhấn vào vùng có tên là quốc gia và vùng nha mọi người. Chọn quốc gia và vùng. Để chúng ta đợi một tí xíu. Ok, vào đây rồi thì nhấn vào thay đổi quốc gia và vùng. Tiếp tục thì mọi người sẽ kéo đến cái phần có tên là Trung Quốc đại lục nha. Ok, Trung Quốc đại lục ở đây. Đấy, nhấn vào đồng ý. Sau đó nhấn vào đồng ý tiếp tục. Ok, phần đầu tiên thì nó sẽ hiện một cái gọi là thanh toán ở quốc gia đó. Thì ở đây mình không thanh toán gì hết, mình sẽ chọn ở dưới đây cái chữ ở dưới cùng như thế này này. Đấy, sau đó thì bỏ vào một họ tên đi, chúng ta đến địa chỉ thanh toán thì chúng ta nhập dòng đầu tiên, nhập cho mình là ABC đi. Đấy, tiếp tục thì mọi người đếm xuống tới dòng của ta là 1 2 3 4 5, mọi người nhập dòng thứ năm cho mình là BCA. Đấy, rồi tiếp tục cái dòng kế tiếp thì mọi người kéo xuống cái mục thứ hai. Đấy, cái mục thứ hai nó đây cho mình nha mọi người, nhìn trên màn hình này đây nha mọi người. Đó, ok, tiếp tục số điện thoại ở đây thì mọi người điền cho mình là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1. Đấy, mọi người điền y chang như vậy cho mình nha, rồi nhấn chữ tiếp theo. Nhấn chữ tiếp theo. Ok, ok, chúng ta đã hoàn thành xong, nhấn chữ xong nè. Đấy, và giao diện chúng ta đã trở qua bên mục có tên là App Trung. Đấy, cái App Store của chúng ta đã chuyển vùng của bên Trung Quốc thành công rồi nè mọi người. Ok, để tiếp tục tải app Shinto thì mọi người nhấn vào thanh tìm kiếm cái dấu tích lũy ở phía dưới như thế này. Đấy, và mọi người chọn phần tìm kiếm nè, mọi người gọi cho mình là Shinto. Đấy, mọi người ghi y chang như vậy nha. Đó, một khi y chang vậy rồi thì nhấn vô tìm. Đây, app Shinto nó sẽ nằm ở trên đầu tiên của mọi người. Đây, nhấn vào app Shinto. Đấy, mọi người tải về nha. Đó, đợi nó tải thôi là xong rồi. Ok, cuối cùng cũng đã tải xong được app Shinto. Và khi đã xong rồi thì mọi người thấy cái giao diện này toàn là chữ Trung Quốc đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chỉ mọi người cách để trở về giao diện của Việt Nam nha. Mọi người sẽ nhấn lại vị trí ban đầu, nhấn lại như cũ nha. Đó, tới cái khúc như thế này. Đây, thì nó có dấu gạch ngang nè, ở mục số 2 nè. 1, mọi người đếm dòng trên là 1, 2, 3. Đây, cái dòng số 3 nè ở đây. Đấy, mọi người nhấn vô. Rồi mọi người nhấn vào thay đổi quốc gia và vùng. Mọi người kéo xuống đến cuối cùng cho mình nha. Kéo đến cuối luôn cho mình. Và mọi người đếm từ trên, từ dưới nè. Mọi người đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người chọn dòng số 7 cho mình nha. Dòng số 7 từ dưới đếm lên đó mọi người. Rồi nhấn chữ đồng ý. Đồng ý. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chọn là nếu mà các bạn không thanh toán thì bạn nhấn chữ 0. Đó, và nhấn tiếp tục các thông tin này thôi. Nhấn đại, nhấn gì cũng được hết trơn mọi người, không sao hết. Đó, ở đây nhấn 84 rồi, để 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nhấn đi tiếp theo. Rồi nhấn vào đây để xong thành. Ok, và giao diện của chúng ta đã trở về được app của Việt Nam rồi nè. Và chúc các bạn làm thành công nha. Ok, và sắp tới thì mình sẽ ra thêm nhiều series về app Shinto này cho mọi người, để hướng dẫn mọi người cách edit ảnh trên đây nha. Và nếu thấy hay mọi người hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho mình nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều.